Hai cả nhà ơi, bây giờ chuẩn bị xuất phát tại Đài Phát thanh VOH Thành phố Hồ Chí Minh Cúp Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 2022. Thì bây giờ hiện tại thì anh em mô tô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ còn 10 phút nữa là xuất phát tại trục đường Nguyễn Đình Chiểu trước Đài Phát thanh VOH đó cả nhà. Thì anh em mô tô khóa đuôi đã bắt đầu phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông mặt đất bắt đầu là chốt chặn các ngã tư để cho xe ngoài đoàn không di chuyển lên nữa, để tạo khoảng trống để cho vận động viên tập trung và chuẩn bị xuất phát. Cả nhà thấy là bây giờ đang bộ phận mô tô tiền phương bảo vệ cũng đã triển khai lên kia rồi. Cả nhà cũng có thể thấy là phía bên trái chúng ta thấy là các bác lãnh đạo của đài VOH cùng các lãnh đạo của ban sở ngành thể dục thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt để vẫy chào đoàn đua lên đường xuất phát một chặng đua một mùa giải mới thành công. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau một chặng đua mới của đài VOH mỗi năm. Thì chúng ta hay đua về phía miền đông của Việt Nam, về phía miền đông của Thành phố Hồ Chí Minh, xin lỗi cả nhà. Thì đi về cung Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết cả nhà. Nhưng mà năm nay thì VOH đã chuyển hướng đưa về ba tỉnh miền Tây trong ba chặng và ba ngày. Thì như mọi năm là cả nhà biết VOH là nổi tiếng là vì cái cúp đi ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào cả nha. Thì năm nay vì lý do dịch bệnh cũng như một số cái lý do chủ quan và khách quan khác thì nhà đài đã quyết định chọn cung đường miền Tây chỉ trong 3 ngày thôi để họ cố gắng họ duy trì cái truyền thống cúp Nam Kỳ Khởi Nghĩa mấy chục năm nay rồi. Em đi đường nào? Quay đầu đi em ơi, đường này không đi được đâu. Chặn hết rồi em. Chặn hết rồi. Quay đầu đi em. Không, đứng đó đợi xíu đi em. Khi nào đoàn đi rồi đi. Vậy là đã có hiệu lệnh xuất phát chính thức tại trước đài phát thanh VOH để đoàn di chuyển ra đến khu Đa Phước. Cả nhà ra đó sẽ bắt đầu giở cờ xuất phát chính thức cho chặng 1. Còn bây giờ đoàn sẽ di chuyển ra ngoài cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Bởi vì bây giờ là buổi sáng ở trong tuần đó cả nhà, cho nên là ở mật độ giao thông người dân đi làm sẽ gây ách tắc, cho nên là sẽ không có đua ở ngay trung tâm thành phố đi ra. Nhưng mà tuy là bây giờ là mới 6 giờ rưỡi sáng nhưng cả nhà có thấy là mật độ giao thông đã bắt đầu đông dần lên rồi. Và cả nhà biết là cũng không sử dụng còi hú ở khu vực này bởi vì trong trung tâm mà cả nhà, nhà cao tầng nhiều và người dân họ còn nghỉ ngơi và buổi sáng họ chưa dậy, cho nên là sử dụng còi hú nó khá ồn ào và nó cũng gây cho cái sự hoang mang cho người dân, cho nên là không sử dụng còi hú trong khu vực trung tâm thành phố. Đợi khi ra tới ngoại ô thì sẽ bắt đầu sử dụng cái công cụ hỗ trợ. Và trước mặt chúng ta các bạn có thể thấy đây là hồ con rùa ở nhà ha. Bây giờ Việt Lê sẽ quay một ít phút ở trong trung tâm thành phố để cho cả nhà tham quan, không phải cứ phải ra ngoài những cái tỉnh, những cái địa danh du lịch ở
ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Việt Lê mới quay để chia sẻ cả nhà, mà là sẽ quay ở trong trung tâm thành phố một vài khung hình để giúp cho các cô chú anh chị ở kiều bào ở nước ngoài có thể xem lại những hình ảnh của quê hương. Bởi vì Việt Lê biết là có rất nhiều khán giả xem kênh của Việt Lê đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, bởi vì bên công ty quản lý đã gửi về cái báo cáo YouTube về cái địa chỉ IP của những khán giả ở nước ngoài như Nhật, Hàn, ở châu Âu, ở Mỹ, ở Úc cũng có nữa. Những hầu như là những cô bác đó cũng có comment là chia sẻ là lâu quá không về quê hương thì thấy quê hương hôm nay đổi khác rất là nhiều, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Thì Việt Lê cũng muốn quay thêm nhiều hình ảnh đẹp về trong lòng nội ô để cho các cô chú bác thấy được sự thay đổi của thành phố của chúng ta ngày hôm nay, nó đổi mới như thế nào, sạch đẹp như thế nào và hiện đại như thế nào. Một vài phút cho cả nhà cùng xem. Chúng ta vừa mới đi ngang cái nhà thờ Đức Bà, khu vực trung tâm, và bây giờ chúng ta đi vào trục đường Đồng Khởi để ra được phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và chúng ta đang đi qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, là một khu vực này khá là nổi tiếng và hot của người dân thành phố, niềm tự hào của dân thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các bạn trẻ. Buổi đây giờ buổi sáng thì người ta tập thể dục ở khu vực này rất là đông, bởi vì nó rất là thoáng khí và nó không có nhiều tòa nhà cao tầng và vắng người. Còn buổi chiều tối là một khu vực cực kỳ nhộn nhịp và đông vui của các bạn trẻ ra đây để hóng mát, để chơi những cái bộ môn thể thao và giao lưu rất nhiều điều thú vị ở khu phố đi bộ này cả nhà ha. Ở nhà biết là những cái mặt tiền, những căn nhà ở khu vực này giá rất đắt đỏ cả nhà. Một căn nhà lên có thể lên tới giá vài trăm tỷ đó cả nhà. Thì khu vực này là khu vực mà cũng có rất nhiều nhà hàng, những cái khách sạn rất là sang trọng, bậc nhất của Sài Gòn mình. Bên phải cả nhà cũng có thấy tòa nhà Bitexco 68 tầng. Và chúng ta sẽ ra tới bờ sông sông Sài Gòn cả nhà, ngay bến Bạch Đằng đây. Thì tới đây cả nhà sẽ thấy là một sự đổi thay rất lớn của thành phố Hồ Chí Minh, khi quy hoạch rất nhiều đường xá và sự thay đổi rất nhiều về cảnh quan đô thị. Thì rất là vui và rất là mừng cho thành phố chúng ta đã có một sự thay đổi rất lớn chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi. Ở nhà cũng có thấy là cái bến Nhà Rồng phía bên trái xa xa kia, và đây là cầu đi qua đường Nguyễn Tất Thành. Và cả nhà thấy là hệ thống sông rạch của thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cũng rất là sạch rồi cả nhà. Tuy vẫn còn rất nhiều cái con sông cũng khá là rất nhiều rác, nhưng mà hiện tại thì chính quyền thành phố cũng đã nỗ lực hết mình để mà có thể thay đổi được cái cảnh quan. Nhìn thấy cái sông bây giờ cũng đổi màu rồi, không còn là đen như hồi xưa nữa, và rác cũng dần ít đi rồi. Nếu cả nhà coi những cái clip mà Việt Lê làm về thú chơi mô tô nước ở dưới nước, cả nhà thấy là cũng có rất nhiều cái tàu mà họ dùng để đi họ vớt rác ở nhà, rất là hay. Và tới đây Việt Lê cũng chia sẻ một ít về cái sự cảm ơn đối với các lực lượng cảnh sát giao thông mặt đất đã hỗ trợ rất nhiều trong các cuộc đua xe đạp, và đặc biệt là cuộc đua năm nay thì sáng giờ cả nhà cũng thấy là rất nhiều các anh cảnh sát giao thông đã dậy từ rất sớm để mà hỗ trợ lắp các ngã ba ngã tư, chuyển tín hiệu đèn để cho đoàn được đi qua một cách xuyên suốt. Và các anh đứng cũng rất là đông nè cả nhà, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố cũng đã bảo vệ rất nhiều. Thì các anh đóng góp rất nhiều vào sự thành công của giải. Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông 80A dẫn đoàn của cục cảnh sát giao thông C08 ra, thì là các anh lực lượng mặt đất của từng địa phương nơi đoàn đua đi qua cũng hỗ trợ rất lớn. Bởi vì lực lượng cả nhà biết là lực lượng cảnh sát giao thông đi theo đoàn của mỗi địa phương thì họ chỉ cung cấp 2 đến 4 chiếc mô tô bồ câu thôi, rồi và một chiếc xe 4 bánh đi trước đoàn, thì không đủ lực lượng để mà có thể
hỗ trợ cho đoàn đua. Còn lại mô tô bảo vệ thì quyền hạn cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Chúng tôi sẽ làm những công tác liên quan tới bảo vệ lộ trình cho đoàn đua xe đạp, cho vận động viên thôi. Còn liên quan tới hình ảnh và những cái liên quan tới sự chấp hành của người dân thì đòi hỏi phải có lực lượng cảnh sát giao thông. Bởi mới nói là thiếu một bộ phận nào thì cũng không thể dẫn đến sự thành công của giải đua được. Và cho Việt Lê gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh đã hỗ trợ rất nhiều. Đang có mặt ở nhà máy xử lý Đa Phước, tập trung ở đây để chờ người lệnh xuất phát, và nhận được tin báo là Long An mưa, cho nên cái đội đã mặc áo mưa. Đã mưa rồi, mặt trước còn hơn thì nó ướt rồi, mặt vô xong nó phú rình luôn. Mặt sẵn đi, trên kia mình hạ mặt rồi, Tuấn Linh cũng đang mặc nè, lúc nãy cứng đầu không mặc. Bây giờ mới up cái bài lên Facebook thì có bạn comment là Long An mưa rồi anh ơi. Rồi, cảm ơn bạn nào đó đã comment thông báo cho biết là Long An mưa rồi. Ở đây cũng lắc rắc mấy hột rồi. Ngầu quá, con Vinh của tôi ngầu quá. Cả nhà đây làm tấm đùi cả nhà đó. Chủ sở hữu của chương trình hôm nay chúng ta hân hạnh cảm ơn anh Tấm Bùi đã tài trợ. Mới đến đây ở nhà Honda con Vinh, đi xa mà lạ, tuy lạ mà quen. Đây ở nhà xe của Việt Lê đó, cũng mùi tài trợ Việt Lê đi khúc này, cũng mùi dán lại rất là đẹp luôn, giống như là trên Farmer, đẹp quá. Thiếu mấy cái logo của TT của liên đoàn rất là đẹp ha. Dán kính rồi đó. Bữa nó cho mà anh quên chưa lấy. Để hồi đi cúp em dán hay về lột. Mỗi lần Việt Lê về Việt Nam có dẫn đoàn thì anh Tấn Bùi sẽ cho Việt Lê mượn xe. Đó, tốt lắm cả nhà, anh Tấn Bùi cho Việt Lê mượn xe mà chuẩn bị đầy đủ xăng cộ, chuẩn bị bộ đàm, áo mưa nè, áo mưa của Tấn Bùi luôn cả nhà. Rồi chuẩn bị cả sạc pin dự phòng rồi đồ nghề. Cả nhà, mới như vậy là đã có lều lệnh xuất phát chính thức. Chặng đầu tiên của cuộc đua năm kỳ khởi nghĩa VOH lần thứ năm 2022, và đây là trục đường từ khu xử lý Đa Phước để quẹo ra quốc lộ 50 để hướng về phía Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và đây là một trục đường rất khó nhằn, ngay khi vừa xuất phát thì đường rất là nhỏ. Nếu có anh nhà nào ở khu vực huyện Bình Chánh, Nhà Bè, cả nhà sẽ rất biết quốc lộ 50 này đường rất hẹp và nhỏ. Ban tổ chức đã dời ra tới giáp địa phận Long An để có thể mới dỡ cờ xuất phát chính thức, nhưng rất tiếc là đường vẫn rất nhỏ, đã gặp một số cái trở ngại khi mà vừa xuất phát, như chẳng hạn lượng phương tiện quá đông hai bên nè, rồi mặt đường cũng không được thật sự quá là tốt. Tuy nhiên sẽ làm hết tất cả mọi cái kinh nghiệm và chuyên môn để có thể giúp vận động viên có những pha bứt tốc. Và không nằm ngoài dự đoán của Việt Lê thì vừa xuất phát được khoảng 1 km thôi thì đường bắt đầu nhỏ dần và dẫn đến một tình trạng ùn tắc của các phương tiện trong đoàn đua. Đã có một sự bị động khi vừa xuất phát của lực lượng dẫn đoàn cũng như là các anh cảnh sát giao thông, bởi vì là vận động viên bứt tốc quá nhanh. Đã dẫn đến bị ảnh hưởng của nhà mở đường kỹ thuật, đòi hỏi Việt Lê phải dâng lên cao để ra dấu cho các anh cảnh sát giao thông nâng cao đường hành hơn nữa. Hiện tại có thể thấy là chiếc 80A đã bị nhốt lại phía sau ở giữa đoàn Winwin.
cung đường rất mới trong hành trình dẫn đoàn của Việt Lê cũng như hội mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất phát tại cung đường này, cho nên sẽ có một số cái bị động trong đội hình mở đường của Tiền Phương và bảo vệ, và cũng được biết thêm là anh tài xế của xe cảnh sát giao thông cũng mới tham gia lái chiếc xe này tham gia lộ trình dẫn đoàn lần đầu tiên. Những lần trước thì sẽ có những anh kỳ cựu hơn sẽ hiểu cách thức vận hành của đội bảo vệ kỹ thuật, nhưng lần này có lẽ là anh đã chưa nắm được cái dấu hiệu cũng như là cách giãn khoảng cách giữa bảo vệ kỹ thuật và vận động viên. Vừa rồi thì Việt Lê đã gửi lời chào cảm ơn đến đội mở đường dẫn đoàn cảnh sát giao thông dẫn đoàn của thành phố Hồ Chí Minh khi vừa hết địa phận thành phố Hồ Chí Minh sang địa phận Long An. Các anh đã dừng lại ở phía trên kia đã có một chiếc 7 chỗ Metro của cảnh sát giao thông dẫn đoàn của tỉnh Long An đảm nhận tiếp nhận chạy ở trên đầu trên kia rồi. Và bây giờ chúng ta đã sang được đoạn đường rộng hơn, mọi thứ đã trở lại đúng với vị trí tiêu chuẩn của một đội hình mở đường. Và cả nhà ơi, cúp lần này VOH 2022 Tuấn Rinh lại đảm nhận một vị trí cực kỳ khó khăn, giống như cúp truyền hình lần thứ 34 vừa qua là nhận ở vị trí là trọng tài C2, mô tô bảo vệ khu vực trọng tài C2, có nghĩa là trước ngay trước đầu vận động viên, còn gần vận động viên hơn cả mở đường kỹ thuật của Việt Lê nữa. Cho nên vị trí này rất căng thẳng và không được bỏ đi đâu, ngay cả đi vệ sinh nữa cả nhà. Cho nên là cả nhà sẽ thấy Tuấn Rinh hơi gắt gỏng một chút đối với các phương tiện mà không hỗ trợ giúp đỡ cho đoàn khi vận động viên ngay sau lưng rồi. Sẽ rất nguy hiểm cho vận động viên dễ máng vào các xe đi cùng chiều hay là ngược chiều và ảnh hưởng tới thành tích của vận động viên. Cho nên là cả nhà sẽ thấy Tuấn Rinh hơi gắt một xíu, mong cả nhà hiểu và thông cảm cho tính chất của vị trí này. Thấy là ngay cả xe biển số xanh trong đoàn xe báo chí đó cả nhà, Tuấn Rinh cũng phải bắt buộc phải ép sát vào lề khi vận động viên ngay sau lưng rồi. Rất là nguy hiểm khi vận động viên vượt lên mà bắt tài là không thấy đường, bởi vì đoạn đường này đang mưa rất to, rất nguy hiểm và trơn trượt. Thế mới nói cái vị trí này ở chỗ Tuấn Rinh là rất đòi hỏi sự cứng rắn, sự quyết liệt và đòi hỏi phải có sự linh động giải quyết trong từng trường hợp. Nhưng rõ ràng trong trường hợp này chúng ta không thể nào để xe báo chí vượt lên trên được nữa, bởi vì vận động viên đã ngay sau lưng rồi.
lên nha. Nhà ơi, mưa tầm tã, mưa không thấy đường chạy luôn. Tới đây thì mới hết mưa để mà móc máy ra quay được. Kinh dị, xuất phát một cái là mưa trắng trời. Trước mặt cả nhà đây có thể là thấy trạm thu phí rất là nổi tiếng các tỉnh miền Tây, trạm thu phí Cai Lậy ha. Thì không đi đường tránh mà đi quốc lộ 1A. Lúc nãy đi từ ở trong Cần Giuộc mình rẽ ra ngay ngã ba Trung Lương rồi Cần Giuộc rẽ ra ngã ba Trung Lương để tới quốc lộ 1A và đi xuống Cai Lậy. Đây vừa đi ngang trạm thu phí Cai Lậy, chỗ này người ta bán hai bên rất là nhiều đặc sản vùng này, để đi soát cho cả nhà coi. Lạp xưởng, lạp xưởng, lò lạp xưởng. Đó, rất nhiều đặc sản lạp xưởng ở đây cả nhà. Hỏi giá dùm cả nhà luôn nè. Ngay lúc chỗ này đường rộng và động viên không có tăng tốc, hỏi giá dùm nè. Lò lạp xưởng 80 vậy. Lạp xưởng nhiêu ký vậy? Dạ. Quảng cáo giùm cho. 120 anh ơi, 120 hả? À, mua lạp xưởng để hỏi giá giùm. Đó, lúc mà vận động viên rảnh rỗi vậy mới có thể là quay những cái cảnh quay bên đường cho cả nhà cùng coi. 120-130 một ký lạp xưởng cả nhà. Khu này là chắc nguyên một cái làng họ sản xuất lạp xưởng, ở nhà họ bán lạp xưởng luôn. Thì chắc là lạp xưởng Cai Lậy hả? Đấy, lò lạp xưởng Cai Lậy. Nhớ món này lúc nhỏ cả nhà. Món này lúc nhỏ thì hay đi học á, là đôi khi mà mẹ nấu cơm không kịp á, không kịp nấu đồ ăn, ví dụ về sáng đó việc lên, nhà việc lên là buôn bán mà. Ví dụ nấu cơm không kịp đó là Việt Lê tự đặt nồi cơm lên lạp xưởng á, là lấy ra hai cây bỏ tủ lạnh á, cắt ra hai cây lạp xưởng á, là mà lạp xưởng hồi xưa là lạp xưởng cây nó mập như giờ đâu, nó nhỏ nhỏ mà nó ốm ốm tông teo mà nó nhăn nheo lắm kìa. Bỏ hai cây đó lên chảo chiên lăn qua lăn lại xèo xèo rồi sắc ăn cơm, trời ơi nó ghiền nó ngon. Thêm dưa leo nữa, chấm miếng tương ớt nữa, trời ơi bá cháy, ăn há tô cơm đi học rồi no tới chiều luôn. Mà cái mùi lạp xưởng nó ngon, mà quê Việt Lê là ở Đà Lạt đó nha, lạnh á, rồi buổi sáng nào mà đi học buổi chiều vậy, còn buổi sáng nào là cũng ăn lạp xưởng. Là buổi sáng ăn á, cái miệng á nó có mỡ, đống mỡ quanh miệng luôn, nó cũng bảo vệ nó bảo vệ khỏi bị nứt môi. Tám chuyện ở nhà vui thôi. Vừa thấy bản thông báo thì còn 18 km nữa chúng ta sẽ đến cầu Mỹ Thuận, thì tới đó Việt Lê sẽ quay tiếp cho cả nhà coi. Và cả nhà có ai mà quê hương ở Cai Lậy thì comment để mọi người giao lưu. Việt Lê nhớ hồi xưa Việt Lê đi xe hơi á, là Việt Lê đi phía trong thôi kìa, là đường tránh Cai Lậy á, là đường cái đường đó xưa nay là đi quốc lộ 1A, sau này họ mở cái đường tránh đi trong đó, là họ băng qua
đường nó làm cắt qua cái vườn trái cây của người dân ở cả nhà, hai bên đường là vườn trái cây. Cả nhà tưởng tượng là ở mặt tiền này là đường quốc lộ qua xưa giờ, mà ở trong đó là coi như là người ta trồng trái cây mịt mù ở trong đó luôn, trồng trái cây mịt mù ở trong đó luôn. Đó giờ họ mở đường tránh là họ băng ngang, họ cắt ngang cái vườn trái cây người dân, cho nên mình chạy là cái cây á nó chì ra đường nè, trời nó đã lắm, mít nè, ổi nè, sầu riêng nè, bưởi nè, mà nhìn nó đã sai trái, nó xuống nhìn đã mắt lắm mọi người ạ. Do đó là người dân họ bắt đầu họ đem đường họ bán nữa, mà dân là mình mua trên cây hay là mua họ cắt sẵn á, rất là thú vị luôn, thích đó cả nhà. Đây mấy anh làm công tác lắp cái chiều xe đó, như là của cao tốc đi xuống á, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi ra đó, nên lắp cái chiều xe đó lại á cả nhà ha.
đoàn đua đã vào 1 km cuối. Ngay lúc này, khu vực này phải thật sự trống trải để bà đoàn viên rút về đích. Bạn này em ơi, trọng tài mình lên trên đi em ơi. Khu vực này là không có trọng tài đi ở đây nữa. Đoạn này khoảng nào khoảng cấm rồi, cấm tuyệt đối rồi. Bên đang rút về rất là nhanh, đang rút về rất là nhanh. Này chỉ còn khoảng 500 mét nữa thôi là đích ở trước mặt chúng ta rồi. 500 mét nữa thôi, rất ngắn rồi. Việt Lê mến chào thành phố Vĩnh Long. Đã lâu lắm rồi, 2018 đúng không, tới nay là 4 năm rồi mới dẫn đoàn về lại Vĩnh Long. Mến chào và yêu thương miền Tây, sẽ lưu lại đây một đêm, sáng mai sẽ xuất phát đi Đồng Tháp. Chào rồi.